Chiều tối 16 tháng 9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã đón nhà leo núi đường lên đỉnh Olympia Trần Thế Trung. Trước đó ngày 15 tháng 9, Trần Thế Trung, học sinh lớp 12A3, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã vượt qua 3 thí sinh khác đến từ Cần Thơ, Khánh Hòa và Đắk Lắk tại chung kết năm cuộc thi đường lên đỉnh Olympia với số điểm 245 điểm và giành được vòng nguyệt quế. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An có thí sinh đạt ngôi vị cao nhất cuộc thi đường lên đỉnh Olympia sau 19 năm. Đối với Trung, cuộc thi đường lên đỉnh Olympia là một trải nghiệm rất vui và ý nghĩa. Ước mơ của Trung trở thành hiện thực là đem cầu truyền hình về quê nhà cũng như vòng nguyệt quế dành cho chị gái, người truyền cảm hứng cho Trung trước khi qua đời. Dự định của Trung sẽ theo học một trường báo chí hoặc một trường đại học chuyên về ngành công nghệ thông tin. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã tặng giấy khen cho Trung và tập thể nhà trường, trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu vì đã có thành tích xuất sắc vô địch cuộc thi đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.